Thử thách này anh sẽ đưa ra một cái tình huống. Sẽ có hai cô gái rất yêu một chàng trai. Hai cô đều biết chàng trai này lại yêu cô khác. Đây là một cái tình huống ứng xử để thể hiện cái tài năng diễn xuất của các bạn. Khi các bạn rơi vào tình huống đó, các bạn sẽ xử lý như thế nào? Em cảm thấy là thiếu sự tự tin rất nhiều trong giao tiếp. Em cảm thấy e ngại trong giao tiếp với mọi người ở chung nhà chung. Anh cắt hơn nhiều. Hôm nay em hẹn anh làm gì anh chị ạ? Em muốn tâm sự với anh một chút. Chuyện gì? Chúc anh. Anh ngồi xuống đi. Hai người vẫn còn liên lạc với nhau đúng không? Thực ra anh với Chúc Anh, em và anh không có gì nữa hết. Ngon. Em cũng biết là hai anh chị là vợ chồng và cũng đã ly thân rồi. Nhưng mà em đã tình cờ bắt gặp hai người nhắn tin với nhau. À, em hiểu lầm á. Nhắn tin là công việc, đúng không anh? Anh nói gì đi. Thực ra hãy để anh giải thích. Em nghĩ là chị Trúc Anh vẫn còn yêu anh rất nhiều. Em rất yêu anh ấy. Nhưng mà em không muốn phá vỡ hạnh phúc. Tại vì hai anh chị á chưa có ly dị với nhau. Ngân à, thì cái đó chỉ còn là thời gian thôi em. Em có biết tại sao là anh chị ly dị với nhau không? Không phải là vì anh chị không còn yêu nhau, mà anh ấy cần một người vợ biết lắng nghe, dành thời gian cho anh ấy, chia sẻ với anh ấy mọi câu chuyện. Chị không làm được điều đó. Em không thể nào mà để cho đứa bé mà không có cha được. Em có biết là đứa bé sống với một người cha không thương mẹ nó, không còn thương gia đình nữa, cái đó mới là một điều ác hay không? Em cảm thấy là anh nên về với vợ anh đi. Chú ơi, cho anh nhớ. Thật ra anh nói với vợ, Thế Ngân. Thế Ngân, anh biết thời gian qua anh có lỗi với em. Anh vẫn giấu em chuyện anh chưa đi gì vợ. Cái điều nhưng đó thực ra tình cảm của anh dành cho em là sự thật. Em chẳng cho anh cơ hội để có thể giải quyết chuyện gia đình của anh. Sau đấy chúng ta sẽ hạnh phúc với nhau mãi mãi đâu anh. Nếu mà em biết trước á, anh đã có vợ rồi á, thì em sẽ không bao giờ mà quen anh đâu. Tại vì em không muốn là người thứ ba. Anh hiểu không? Anh cũng là người có lỗi trong chuyện này. Anh muốn em hãy cho anh thời gian để sắp xếp mọi chuyện. Bên cạnh mẹ con anh, em, anh có hạnh phúc không? Anh hãy làm điều mà trái tim anh muốn làm á. Thằng Bin và em không có anh vẫn có thể sống tốt. Anh chỉ cần lo cho thằng Bin thôi. Đừng quên trách nhiệm với nó. Bây giờ anh suy nghĩ khác rồi. Em cũng suy nghĩ khác. Em rất là đau lòng khi anh phản bội em. Nhưng mà bây giờ em chỉ thoái hơn rồi. Em biết anh cần cái gì, anh muốn cái gì, em biết được em thiếu sót điều gì. Em không phải là một nửa và cha. Anh tới với mình đi. Anh yêu vợ anh á, lúc mà anh ngủ á, anh còn gọi lộn tên em là tên vợ anh nữa. Anh có biết không? Cái đó là thói quen Ngân Ngân. Khi mà chọn Thanh Ngân vào trong vòng nguy hiểm và không nghĩ là ra cái thử thách là diễn xuất, trong đó đã có hai người mà Thiếu Lan biết ở ngoài là diễn viên rồi, mà đã vậy hai người diễn viên lại thi với hai người kia nữa, thì cái khả năng xác suất vô thì rất là rõ ràng. Lúc mà chị tham gia cái này, chị không bao giờ chị nghĩ là chị sẽ chỉ vào bản thân chị đâu. Bởi vì chị biết chị là có khả năng và đi được tới đâu luôn.
Và nếu mà chị ở lại, chị tham gia tiếp, chị cũng sẽ là một thí sinh để mà những thí sinh khác nữa. Là một thí sinh để mà tạo một sức ép cho những cái thí sinh khác. Em thấy rõ ràng là vậy. Thì em biết cái sức mình trong cái cuộc thi này nó như thế nào, nó đi tới đâu. Mình chỉ thì thôi kệ, mình rỉ đâu được gì đi. Mình kiểu em học hỏi mà, em trải nghiệm. Trải nghiệm là chính. Vì mà khi á em quyết định ra đi để chị ở lại, sau này chị chiến thắng chắc em cũng sẽ rất là vui. Đúng rồi. Trong một cuộc thi thì ai cũng muốn mình có phần, có phần, có đất để mà phô diễn hết tất cả các tài năng. Thì ai cũng dành hết, ai cũng dành nói, ai cũng dành làm hết. Nhưng mà bản thân mình thì có thể ngoài đời mình thật sự là mình không muốn tranh giành bất cứ việc cái gì với ai. Em phải đi. Không. Mặt mày cũng bớt tiều tị hơn. Em vui lắm. Anh biết tại sao ngày hôm nay em hẹn cả hai người ở đây nói không? Em biết là em và anh là mối tình đầu, và cũng cứ ước định là xây đắp một mái ấm cùng nhau cố gắng để mà xây một ngôi nhà thật là lớn và sinh ra cho những đứa con thật là xinh đẹp. Và em biết là anh cũng còn rất là yêu em. Em biết là anh không những quen cô ấy mà còn một cô nữa, mà còn nhiều cô nữa. Em biết là cô ta mang thai với anh. Chị bình tĩnh đi. Em đã cố gắng hết sức. Em nghĩ là mình cứ im lặng đi. Mình có được gì thì mình nhận cái đó. Nhưng mà thật sự nó đã quá cái sức chịu đựng của em rồi. Chị đang mặc dù anh rất là thương em, nhưng mà anh vẫn có vợ, anh vẫn đi tìm một đứa con. Còn em, chị là vợ mà chị còn không là cái gì nữa nè. Chị và em hãy hy sinh đi. Nên là anh không còn tình yêu này của em nữa đâu, đúng không? Anh xin lỗi với tất cả, nhưng hãy cho anh thời gian, hãy cho anh cơ hội để anh giải thích cuộc đời, rồi anh sẽ quay trở lại nói chuyện với em. Em tin anh, nhưng em không có muốn làm cho anh khó xử đâu. Anh không hãy sao? Chọn theo con tim của anh đi. Không okay. Gì anh đừng có nói gì nữa. Anh nói với em hôm nay là ngày kỷ niệm quen nhau 2 năm. Anh đang, hai chúng ta đang đi nghỉ mát. Em nghĩ là bây giờ ai nói với ai cũng vậy, đứa con là quan trọng nhất. Với anh, em và điều quan trọng nhất là quan trọng nhất của anh. Em cũng hãy đừng vội kết luận, anh cứ cho anh thời gian, anh có thể giải quyết với cả vợ của anh. Vì điều quan trọng nhất của chúng mình, hiểu không em? Hồng Thủy cũng là một người mà mặc dù ít nói đấy, nhưng cái nội lực bên trong thì Huyền thấy cũng rất là tốt. Tuy nhiên thì có lẽ khả năng của bạn Huỳnh Thi lấn át hơn. Bây giờ anh sẽ nhận xét từng bạn một. Đầu tiên là Huỳnh Thi. Khi được nói chuyện với em về những cái sự tự tin của em và trang phục của em lúc mà xuất hiện, em đã thể hiện như một nữ hoàng quyến rũ. Và phần thi diễn xuất với anh, tuy rằng là em chưa là một diễn viên chuyên nghiệp, nhưng em đã có sự chuẩn bị về những cái lời thoại, về tình huống khá là chỉnh chu. Chúc mừng em. Anh nhận xét đến Hồng Thủy. Hồng Thủy xuất hiện với một cô gái là rất là sexy, rất là nóng bỏng. Nhưng trong phần diễn xuất thì anh lại đánh giá cao Hồng Thủy, vì Hồng Thủy diễn nội tâm rất là tốt. Anh rất thích phần diễn xuất của em ở phần 2. Chúc anh, một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp và khá là hòa đồng với cả các bạn. Nói chuyện với em anh rất là vui, vì em thể hiện sự hoạt bát, thể hiện tài năng của em. Và đặc biệt là phải cái phần diễn xuất, vì em đã rất khôn ngoan chọn phần người vợ.
Thứ nhất là rất nhiều đã diễn. Thứ hai là về lý thì người chồng không thể nào bỏ người vợ của mình đi theo câu bồ được. Cuối cùng là Thanh Ngân, em đã thể hiện sự thiếu tự tin của em. Nó cũng thể hiện trong cái phần thử thách thứ hai đối với anh. Rất khó khăn khi anh chọn lựa ra hai người sẽ ở lại và hai người phải ra về. Xin được chia buồn với... Xin được chia buồn với Thanh Ngân và Hồng Thủy. Hy vọng là với những niềm đam mê của em, các em sẽ thực hiện được những giấc mơ của em trong thời gian tới. Với hai đối thủ quá mạnh về diễn xuất là Huỳnh Thi và Trúc Anh, Hồng Thủy và Thanh Ngân sẽ phải chia tay với chương trình. Với Hồng Thủy, có lẽ cô đã dự đoán trước được kết quả. Còn Thanh Ngân, cô cho rằng thật không công bằng với mình. Em có hơi không phục tại vì... hôm nay thử thách của vòng loại là diễn xuất thì em thì không có khả năng tại vì em chưa có kinh nghiệm. Nếu mà nói cho em hiểu cách diễn xuất như thế nào rồi làm như thế nào thì em có thể diễn được và biểu cảm được. Cái gì cũng vậy, cố gắng là một, mà may mắn thì nó cũng phải có một chút nữa. Thật sự ra mà nói thì vô tình lọt mà tóc nguy hiểm cũng là do là thiếu may mắn thôi, chứ không phải là khả năng của mình không thể được đi vào trong sâu.